Trong lúc làm việc ở đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, ông Trần Văn Nam, 43 tuổi, ngụ ở xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, không may bị vật cứng nặng đạp vào mặt trong giữa 1/3 đùi phải. Sau khi gặp nạn, công nhân này nhanh chóng được đồng nghiệp đưa vào bệnh xá thị trấn Trường Sa cấp cứu. Phía bệnh xá đã kết nối với Bệnh viện Quân y 175 bằng hệ thống telemedicine, hay còn gọi là khám chữa bệnh từ xa. Qua hội chẩn, bệnh nhân được xác định bị một chấn thương gây dập tác động mạch đùi bên phải và dập cơ đùi. Bệnh nhân được mổ mạch để kiểm tra vùng chấn thương, xử lý vùng động mạch bị dập tắc. Quá trình phẫu thuật, ekip các bác sĩ nhận thấy tổn thương mạch máu của người bệnh rất phức tạp, không thể tái thông được mạch máu, nên Bệnh viện Quân y 175 quyết định điều tổ cấp cứu đường không bệnh viện bay ra đảo để đưa bệnh nhân vào bờ. 18 giờ hôm qua, trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu đưa ekip các bác sĩ ra tới bệnh xá Trường Sa. Và ngay trong đêm, người bệnh được đưa bằng trực thăng vào đất liền. Bệnh nhân được truyền máu dùng thuốc chống đông, bổ máu và hồi sức trong quá trình vận chuyển vào đất liền bằng trực thăng. Tới 1 giờ 40 phút rạng sáng nay, bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Quân y 175. Qua hội chẩn, làm các xét nghiệm, các bác sĩ tiến hành thông mạch phải, lấy huyết khối, ghép động mạch bằng ống mạch nhân tạo và cắt lọc các cơ đùi hoại tử. Sau cuộc phẫu thuật, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe dần tốt lên. Có kinh luôn không? Đúng rồi. Dập tập. Không còn lắm, hai cái kinh thứ hai. Dạ, ok. Thầy thầy. Ta đúng chỗ đấy mà lấy ra đi. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.